Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 ngày liên tục bơm khi các điều kiện bảo đảm, đến nay việc chống úng trên các diện tích lúa đã cơ bản, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả đã và đang được tiếp tục tiêu thoát nước. Đến nay toàn tỉnh có 94 trạm bơm với 267 tổ máy hoạt động phục vụ bơm tiêu thoát nước, giảm so với lúc cao điểm trên 20 trạm bơm. Tất cả các diện tích lúa đã được tiêu úng. Huyện Ân Thi có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh với trên 6.000 ha. Hiện toàn bộ diện tích lúa đã được tiêu úng, nhiều diện tích máy gặt đã xuống được đồng để thu hoạch lúa. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đang tiếp tục huy động trên 10 trạm bơm để tiêu nước trong hệ thống. Điều kiện bơm cho phép là chúng tôi hoạt động liên tục trong và ngoài hệ thống, bây giờ dao động chênh nhau là bên trong là thấp hơn so với bên ngoài khoảng 90 đến 1 mét. Đã hạ lưu bây giờ đã được tiêu tương đối là an toàn và không ảnh hưởng gì đến phục vụ sản xuất của bà con. Còn tại huyện Phù Cừ, vùng lúa hiện nay đã cơ bản được tiêu nước trong ruộng. Đến nay trạm bơm La Tiến và Mi Động tiếp tục bơm cạn tháo và hỗ trợ ngoài vùng tiêu đối với các trạm bơm phía Bắc huyện như Ba Đông, Một Hai, Phương Bồ, Vực Bùi hiện nay vẫn tiếp tục bơm tiêu cho vùng vải trứng và cạn tháo cho bà con thu hoạch lúa mùa. Riêng vùng cây có múi, ngoài việc tiêu úng của các trạm bơm động lực, nhân dân cũng đã chủ động khoanh vùng cạn tháo, vì vậy không còn bị ngập úng. Sau bão là bà con đi hoành triệt tất cả các lỗ, mương máng, kể cả là đóng đất, huy động đóng đất vào bao để đắp cái bờ sông. Bà con tập trung là bơm, là mất 3 ngày, 2 đêm. Đấy thì bắt đầu nước nó mới rút, nó mới khô hết được. Đối với lúa thì như vậy là hiện nay là về cơ bản là đã là hoàn thành và coi là vẫn tiếp tục bơm tiếp. Đến nay trên 7.000 ha cây ăn quả bị ngập úng đã cơ bản được tiêu úng, dù ở một số địa phương đã dừng bơm tiêu úng, nhưng trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải, mực nước vẫn còn cao, vì vậy việc tiêu úng khó khăn và dự báo trong vài ngày tới sẽ cơ bản tiêu thoát nước nội đồng.